pháp chậu. Vậy thì Thanh đến đây góp chung với chương trình ngày mai 1201 chúng mình tử trong cái chúng ta sẽ quay lại sau chuyện Thanh lên sau Phật nhạc giờ nhạc là chị Ngọc Loan rồi chị Kim Anh sẽ trở lại chương trình Minh Hiền rồi nha, còn rồi chị Thanh Hương, chị Sáu rồi còn chị Sáu nữa. Rồi rồi ok, lát chút xíu anh em mình sẽ sắp tính sắp xếp cho anh em mình còn nhiều thời giờ để quay lại chương trình cho nó vui ngày hôm nay. Rồi xin mời chị Tiến Thanh gửi tiếng hát của mình qua tiếng đàn nhạc sĩ Minh Trung và Hoàng Trân. À, anh Hoàng Ngọc, chị có ca nhạc đúng không? Rồi, xin mời ông vua Ngọc. Ông Hoàng ai nhạc sĩ trên khấu ai ai cũng giàu á. Ông trời. Hoàng Ngọc. Ông trời, nam trời. Dạ thì hôm nay xin được theo chương trình giữa tòa là chương trình nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì hôm nay anh Lâm đã đi hết chùa đi lễ Phật Đản, hát cho chùa, nhưng mà hôm nay thì có chương trình ở đây để đến tham dự, mà tình cờ thì anh cũng đúng cũng không được hát một bài thì chị cũng không có chuẩn bị, tại vì tên tuổi đã bỏ lâu 3 năm 6-7 năm nay rồi. Hát cái gì á thì sơ xuất xin cái gì bỏ qua. Thì trước khi hát em xin lỗi chị giới, bây giờ em sẽ hát lại cái bài Điều Phương Nam và Thiên Thanh cũng xin cho chào bóng tay của hai nhạc sĩ anh Hai Trân và anh Trung, cũng đóng tay thật lớn các anh chị. Yeah.
Con vô khu Quốc Thái nhớ đối diện sân khấu bà con có cái tiệm bán quần áo, có cái tiệm bán quần áo, bán nón, bán giày dép, đủ thứ đồ hiệu bà con. Tha hồ cho đeo, chị này chị bán rẻ lắm bà con. Chị đi mất tiêu rồi. Em mới mua được cái nón mà còn rất là đẹp. Nón này em mê lắm nè bà con. Bà con nhìn cái nón nè, em đây mở cái đó nè. Bà con thấy cái nón không? À, nón rất là đẹp bà con. Bà con thấy cái nón em mua được bên này không? Đẹp lắm bà con. Ở bên đó đó bà con, đối diện sân khấu nha bà con. Chị đây chị bán bóp, chị bán nón, bán áo, đủ thứ đồ hiệu, muốn hiệu dựng có bà con. Bóp, nón, rồi bán đồ linh tinh, bán cái thuốc bổ, bán đủ thứ hết. Cái nón này rất đẹp, bữa nay mua được nón này em mừng bà con. Đối diện sân khấu trong vũ trường Quốc Thái của bà con.